lại đi mua nhà. Cô gái Dubai lại chuẩn bị sắm căn nhà tiền tỷ. Không hiểu giới trẻ làm gì mà giàu thế. Bán đất mà một tháng lời 1 tỷ là bình thường nha, tùy theo đầu óc của mình có nắm bắt được thị trường hay không, và mình có đủ bản lĩnh để xử lý những cái rắc rối mà chúng ta gặp phải hay không. Ví dụ hôm nay mình review một ngày mình đi mua nhà, sau đó mình cho chủ nhà thuê lại đến qua Tết, một tháng 100 triệu để bán bánh kẹo. Nhưng thuyền to thì sóng lớn, ngôi nhà này cũng khá to và có nhiều anh chị em cùng nhau đứng tên, người thì chịu bán, người thì không chịu bán. Làm đất cũng có những phút giây rất là rối, ví dụ như họ đã hứa bán cho mình rất là nhiều lần, nhưng tới giờ lúc nào họ cũng thay đổi ý định, và hôm đó tự nhiên sáng thứ bảy họ đòi bán. Lúc đó mình rối hết luôn á, mình đi tìm tất cả các ngân hàng còn mở cửa vào sáng thứ bảy. Lúc này mới hồi hộp nè, mình tìm tất cả các ngân hàng còn mở cửa sáng thứ bảy thì mình chuẩn bị được chỉ có 1/3 số tiền của ngôi nhà thôi, và mình phải thuyết phục cho người ta cho mình trễ hơn một tí mọi người. Mà người ta không có chịu xu ghê, cho nên nguyên team mình sẽ cùng nhau đi ăn bún đậu. Đang ăn thì người ta gọi lại, người ta đồng ý. Nghe xong hú hồn muốn gớt chén mắm tôm, chắc là do đẹp á, bởi vậy ta nói đẹp làm ăn thuyết phục gì cũng dễ dàng hơn. Nói đùa đó mọi người. Sau khi chốt được thì anh trợ lý mình cũng tặng mình một chai nước hoa, thế là tháng này mình cho thuê nhà được 100 triệu nữa rồi.